họ lái có từ mấy cái thuyền thúng này họ đi ra ngồi thuyền họ lái có họ bơi vô đúng không? Có bọn chú đang bơi vô kìa. Ok. Robani họ được có nè. Tôm nè. Tôm gẹ. Chưa cho ngồi được rồi. Đó đà thấy. Là mình mới bán hả cô? À đó hả? À đó hả? Tôm dưới này hả? À. Chỗ này là tôm tít nè. Thì tôm tít không có gạch tớ. Tôm tít không có gạch. Ờ, to như là con gà hả bé? Con gà đó. Gà miếng rẻ. Ở dưới là có cá kìa. Có khua nè mọi người. Có cá khoai. Cá khoai, cá khoai mọi người, cá này nấu với lại tầng ô ngon dữ sợ. À, em biết con cá đó rồi. Ông chú nó vô tới nơi rồi kìa. Tôm tít nè. Tít bao đang chị? Xin ôm anh đồ. Rác đó hả? Tôm tít trăm ba lấy em nữa cái đụm vậy? Tôm tít bình thường em cũng có tờ cả nó. Lấy em nữa cái đi chị. Gà có mua gà không kìa? Chị bé mua phương không? Snail này không? Dạ không, lấy em nữa cái này thôi mua về cho ông bán. Em à, còn tươi, còn bơ sướng ghê. Con này là con gà gì đó bác, con gà mà nhỏ nhỏ màu đỏ đỏ dưới vậy là gà đỏ. Nó khó chịu với con gà gì á. Lắng đắt hơn gà nó. Ngon hơn. Nó ngon hơn mà đắt hơn, chắc thiệt hơn. Ngon không? Đây là căn dư cho luôn đó. À đó hả? Nó cái là bao nhiêu? Cái bao nữa đi. Cho em thấy cái bao để ngồi em bọc cho nó sạch. Cái bao này em bạc ra cho. Lấy tính kệ à. Đang mà đang có thằng đi mà mua có nửa tiếng mà đi. Mua giùm, mua giùm. Đem kẹt cho đây này. Chị kiếm đó. Chị kiếm đi. Micro á. Cái là thông báo cái gì không đi. Ồ, mà lên YouTube đi. Đúng rồi, lên YouTube. Bao nhiêu vậy chị? Của em là 75 ngàn. Cái thuyền là mấy thuyền vô chị? 3 chiếc, 4 chiếc. Là thúng có đi ra đi vô cho tới khi mua hết đồ đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi em. Ngày nay là chị có gậy với lại tôm tít thôi. Tôm tít ốc hương. Cá. Cá nè. Cái nhỏ này đây con bảo cho nó chị lựa như đó đúng không? Đúng rồi, đúng đó, lựa vô xong xuôi rồi lên đây phân ra từng loại. Vô cho. Ủa hay luôn á. Mấy người mà họ vô ấy. À ví dụ như là khuya là 2 giờ khuya là họ đi. Là tới sáng là vô. Tới giờ trừ đây nè. Là cỡ là 11 giờ 12 giờ, hầu 1 giờ. Là vô. Thì đó, có lộn xộn đồ như đây nè, ốc đồ này tùm lum đó. Không có chip là có hàng ốc nữa chứ, lỡ ở đâu đây họ mua con ốc. Chip đồ như có, chip đồ chip nuôi. À đó hả? Ví dụ như mấy người ở chợ họ có ra đây họ lái về bán không? Đúng rồi, ở đây đây là tàu vô đây là gấp ở đây đây, vô xong xuôi là lựa xong là đi chỗ chợ, họ bán. Gẹ là bao nhiêu một ký? Gẹ mô, gẹ đi là 200 nè, gẹ 150 nè, chị lấy 120 ngàn nè. Em lấy 1 ký đi, chị lấy 120 ngàn. Bán rẻ cho em luôn. À, bán này có lời, cũng chung cũng lời lắm mày. Thì kiếm vừa trăm ngon thôi chứ em nghĩ trừ dầm mưa giải nén. Mưa nén thất thường thấy em khổ chứ bữa chứ. Nó xuống hồi nhòm mặc đồ đẹp rồi đi chơi xuống hồi em gì xuống này ngầu nè. Nén nè, nốn vô hai chân nè, thấy không? Ê, bắn đẹp nha, nén hồng nha. Chứ giờ mấy chị có tiền mà đi đây mặt đẹp đi chơi giống phải như ngầu đây cho nát rồi cho khổ ha. Chân giò rồi chị nhét nhú không? À chị bán tên tại đây luôn hầu hết thâu gì? Ở đây mới về nhà. À về nhà về là nhà nào? 23 thôi hủ. À đó hả, chỗ này luôn. Lên mua vô nhà mua. Đó, cho đây ra.
đâu nha. Không thì chị bón ăn nữa đó, quấn nhậu đồ đi nọ thì đúng là có lái lá, mà chị bỏ đó ra xuống chị bón lẻ. Cái gậy đi xô là 200 nè, gậy đi 150 là chờ mua là lấy 200.000 này, bốc đỏ nè. Gậy con 1 ký đi. Ni thì đó 5-6 con. 5-6 con 1 ký 200 cây, 200 nghìn ký hả? À. Đỏ đó đó hả? Cà bà đỏ nó ngon á chị. Đỏ nè. Ngồi đi, mày vô rồi á. Mày vô, mày vô. Đó là trời, trời ơi con có chữ thơ nữa mà nói. Trời em có thương lên lắm á. Mày vô, mày vô. Vô đây là em bón cho mọi người. Không có bón hồi nãy bà cô đi ra hồi bà cô có lựa kia rồi. Giờ không có khách nào hết chứ. Nhồm gia đình đi đủ ăn, thế họ nó lấy tôi trả nợ cho họ. Chị nỉ em vô đi bấm, bấm ở sọt đi chị. Đuối nhòa nhòa lùn đi, không đủ ăn rồi biểu tiễn người lấy chi rồi trả lương đây. Ê tùm tiếc bơi dễ sợ luôn nè. Em thấy có rong nho này, chị có rong nho hả? Không, có nơi không phải rầm nhau. Rầm nhau đó, Ờ, đúng rồi đó. Ờ, à, nó đó. Đùa. Bỏ trong Quỳnh An. Rồi, bỏ vô đi, đúng rồi đó. Có một cầm bỏ vô Quỳnh An à. Đâu vô. Anh cũng là người rầm nhau luôn hả anh? Anh làm nhầm. Làm thi. Mới, rớt mới kìa. Mới kìa bên nào, đất ngờ. Anh là tài xế thô. À. Ngày hai xị, chở đi chở xuống. Thay đâu. Đường nghe, đường nghe. Mai hoàng kể ngã thế sĩ kìa. Đây làm cá mai vô cái yên xa được không? Cho em ngồi yên xa đi. Cho em hưởng là thay nước. Cho em hưởng 50.000 cũng được. Thay nước. Đó là nước biển luôn đúng không? Nước biển, nước biển. Yeah. Nó là nước biển luôn, em tưởng nước lọc ở đây thì nhấp. Mô đen, nước lọc là sống được chứ. Ông thật là con gốc. Chịu bọng bè rồi xuống mũi. Ok la liền đó này. Xe lập cái ngày đây mà cái đầm nó ngon ngon. Nghe quá đi mà coi mẹ ngon lắm một người này. Đúng rồi. Xe chả ngon lắm. Sài Gòn hả? Không. Nó biết nó chút Sài Gòn. Không em cũng nôn. Cũng nôn nhưng mà nằm dễ mô. Ờ tụi em ở dưới Hồ Hòn Cần Lộc. Dạ anh là ở dưới gành đó. Bác cơ tao nè. À dưới gành hả? Dưới gành mà. Thế lối chị. Biển Bòn là gần nhà chị. Ừ hả? Anh là đồng hương á mọi người, đồng hương chứ chị cũng như lấy ai có đâu đi cũng mang chuyện khác rồi rồi có chị nghe là hai nghe đi nghe đi nhớ chị rể dạ sao muốn chị vô nhòa nghe để mới qua sáu hủ ok wow rồi xin nghe à hả có này có chuyện nguyên của gì cá hố kìa cả ở nguồn không có cân chứ không muốn được vậy. À, ok. Châu cho. Sống nè em chưa? Sống rồi, sống rồi hả? Chở cái mũ này chứ. Ở đó hả? Từ, đó, đậu đi sau này. Ê, hơi người nên mau đồ cạp miếp nè. Chiến lan nè mọi người. Đi, chiến đứa hè, xịn đứa hè. Giữa trồng cái cốt. Ở đó hả? Giữa trồng lan cốt Biển Đông cái gì đó. Hả? Đó. Ở dưới một càng á chị. Trời ơi, xịn chưa? Mà tự nhiên em thấy lũ em nổi cho gòi chị. Em lúc là em sợ lũ hả? Ờ em hồi trước sợ lũ. Em nổi cho gòi nãy chị luôn nè. Chân. Ê hôm nay em ra biển em thích tình nghiệm nhả cái ầm thích cho mọi người quay video. Okay. Em sẽ hy sinh vì video của mình. Cho lấy phạt cái này. Sang đầu về, sang đầu về nằm luôn. Yeah, come on. Ah.
Trời xanh đẹp dễ sợ luôn á. Nè, vô đang video đẹp dễ sợ luôn chị. Video đẹp với ngồi giống y nhau luôn. À. Ê, mà đây nó không trả nước kìa, nó không trả nước vào bún kìa. Cô xúc cát làm gì đi cô? Xúc là muốn xúc chân. Lớn chị? Lớn chị? Ủa là lớn chị? Mày đem rồi. Bé. Bé hát hả? Ủa bé hát phải cà dùng cát hả? Vậy đi. Chị béo quá, cạnh chú đem lên. Chú đem lên riêng đó. Chú cho à. Cô tôm hùm bông là hả đậu mua cô? À mấy cái nổi nổi ai đó hả? À là gì là à. Là bác đó. Mấy cục mà phân một một sốt màu đẹp trắng trắng đó hả? À là đứa bé tôm hùm bông đó. Còn có bô cốt là để cho con nạn xuống hả bé? Bô cốt là để cho con nạn xuống chữ con tôm hùm lẹ. Trời đúng là một ý tưởng thiệt là táo bạo. Cháu cho con thử cho con nhắn tiếp ý kiếm ít con tôm hùm ai được không cháu? Đã được đó nè, được đó nè. Đây đây sếp ơi, nghe đi. Không biết. Nhưng mà em thấy đó là nè. Ok. Vừa quá. Trời ơi, trời ơi, trời lâu lâu mới có công việc thế này. Trời ơi, vẫn nôn đây. Con đợi lòng nè. Có đợi lòng, con đợi lòng đây. Con đánh dậy lạnh đó. Con bà ở trời gió nè. Nhiều tôm à? Nhiều hả? À đó hả? 10 câu. 10 câu mấy chục câu. Là để như hơi đứa từ bưng thử mới thấy thấy cực cực không? Mày. Mày quá. Mày. Tay đỏ trơn nè. Mày quá. Thấy người nông dân lùn cực chứ thì. Cực mà họ dân né gì thấy họ. Họ mong quần đùi ố cọc luôn kìa. Đang chắc đi được. Thì mấy cái nó cứ tưởng đó là rớt thời thời dù mà không người mọi người bác tôm hùm bông đó. Điền điển á. Với là cứ tưởng đi biển sao lắm. Ờ. Không còn thấy không còn còn khô luôn nè. Có mực non đó mày ký gì? Có mực non bự mày ký. Mực non mà bự là hơi 50 một tí con. Hả? À. Bữa đi rải đó con, mấy bữa qua ra mấy con hơn thôi. À. Một tí ra mấy con kìa. Con đi con mấy cái chiếc. Trăm ngàn ký hả? Trăm ngàn ký giờ giờ trời giờ bốn mất mình đã được. Đưa đây của nè. Ô tôi biết to cần lý. Cái là mua trong bình hố mẹ rồi. Cho cái tâm ra lùm mẹ được một cái mây. À đó hả? Kẻ hơn người ăn lùa là hẳn. Cho cô 50 ngàn vậy đó nè. Biết là bạn nào. Quỳnh đang xin lỗi Quỳnh. Xin lỗi Quỳnh. Rưỡi này rồi con cũng mai để dưới chân đi được để chân cái chị đó cô bên đây cái là cũng mà gai của mình vô hả đây mình mua là với họ cho mình là sẽ có gai con à đó hả có gai mấy cái mình già bò đi bò to bò ăn chuỗi mọc trên đi cái to nhưng mà không biết bò có chét không